Hello mọi người, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay một mùa mới của PUBG Mobile chính thức bắt đầu rồi. Đi kèm theo đó là một danh hiệu độc quyền dành riêng cho mùa này. Danh hiệu có tên người sưu tầm hộp. Ở video hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi nhận danh hiệu này một cách dễ dàng nhất nha. Yêu cầu để nhận được danh hiệu này là các bạn cần sưu tập đủ 8 vật phẩm như hình. Vậy các vật phẩm này xuất hiện ở đâu? Nó nằm trong các khu vực mà mình đánh dấu kia, tức là các khu vực có hình số 4 trên bản đồ. Cụ thể như nào hãy vào game để rõ hơn nha. Ở mỗi khu vực như này sẽ có sự xuất hiện của các hòm đồ màu vàng, mà khi mở ra, ngoài nhận được các trang bị trong trận, bạn còn nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm mà chúng ta đang tìm kiếm để nhận danh hiệu. Tại khu quảng trường sắc màu, tức khu có hình số 4 đậm, có tận 3 dương, trong đó có một dương ẩn, cần kích hoạt show trình diễn xong nó mới xuất hiện, và hai dương khác đặt ở các vị trí khác nhau trong đây. Còn các khu trại sắc màu hay khu số 4 thường, vì nó có nhiều khắp bản đồ nên mỗi khu chỉ có một dương, và dương đó cũng là dương ẩn, cần kích hoạt show trình diễn để dương vàng xuất hiện nha. Về tỷ lệ ra, khi mở các dương vàng sẽ mở ra ngẫu nhiên một trong 8 vật phẩm, không có một quy luật gì hết. Đặc biệt là nó có thể ra trùng lặp nhiều lần nên chúng ta cần mở khá nhiều dương để sưu tầm đủ 8 vật phẩm trên. Một lưu ý nhỏ là dù các dương này đã có người kích hoạt và mở từ trước, các bạn vẫn có thể sử dụng lại được, tuy không còn đồ đạc nữa, nhưng vẫn cho chúng ta các vật phẩm đang tìm kiếm. Để kiểm tra xem mình đã tìm đủ 8 vật phẩm chưa, các bạn vào phần hồi ức cycle để xem, nếu đủ rồi thì nhận danh hiệu thôi. Video hôm nay của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu video hữu ích, hãy để lại cho mình một like và một follow nha.